Đội dư chung chờ các bạn nha. Thì sáng nay thì lật mấy cái miệng chậu sáo nha bạn. Miệng chậu sáo này làm bữa hôm qua, hôm nay thì lật lên để cạo làm miệng và mình vuốt bọc nha. Thì các bạn trước khi mình lật thì mình khui khui cát ở dưới cái dành miệng á, mình khui mình có cái tay đưa tay vô mình nắm thì mình lật cái chậu ra nha bạn. Đây là những cái miệng chậu chúng vừa lật lên nha bạn. Đó, cát bên trên cái miệng và trong cái lòng chậu rất là nhiều. Thì giờ mình tiến hành mình xử lý. Thì các bạn dùng cái lưỡi cưa sắt này nè, mình cạo miệng trước nha. Đó, các bạn làm miệng theo cách ở đây chung làm đảm bảo là rất là nhanh luôn bạn. Nhanh mà còn đẹp nữa. Đó. Giờ chung tiến hành làm cho các bạn xem luôn. Rồi, cạo luôn các bạn ơi. Cạo lưỡi cưa luôn. Bạn thấy là chúng vừa cạo xong cái miệng nha bạn, nhanh chóng luôn đó, cạo láng nè bạn ơi. Cạo cơ bản cái miệng chậu nó phải láng nha bạn, nhưng mà cái điều quan trọng nhất á là mình lúc mình quay cái lồng cát á, cái lồng cát các bạn quay láng láng dưới cái phần miệng nha bạn. Đó, quan trọng là cái phần miệng các bạn làm lồng cát cho nó láng đi, rồi mình tất nhiên mình tới cái khâu mình cạo á thì nó rất là dễ dàng, rất là nhanh. Láng cái phần miệng trước rồi mình tiến hành mình mới làm miệng nó sẽ dễ hơn nha bạn. Cạo cát xong thì cạo cái miệng xong thì mình mới cạo cái lòng cát ra nha bạn. Cạo cát cho sạch ra. Giờ chúng sẽ cạo cái lòng cát ra cho nó sạch cái. Rồi các bạn quét cát luôn nha bạn. Quét cát bên trong nó sạch luôn. Các bạn thấy là kìa không, cát bên trong quét sạch sẽ, cái miệng trên các bạn thấy mình cạo cho nó láng như thế nha. Đó, như thế là mình xong cái miệng chậu, mình đã cạo láng phần miệng và quét cát trong lòng sạch sẽ. Thì tiếp theo sau thì mình pha cái hồ dầu để mình vuốt miệng nha bạn. Thế thì hôm nay thì làm 8 cái miệng chậu đó, chúng mới thử một cái cho các bạn xem trước. Thì những cái này chúng sẽ cạo miệng ngay sau đây để làm chung cho một lượt nha bạn, một lượt cho nó xong luôn.
Rồi bây giờ tiến hành trộn hồ dầu làm nha bạn. Bạn đổ ít nước vô cái xô. Rồi. Bây giờ tiến hành lượt cái xi măng, tại vì xi măng xài lâu hỏng gài nó cũng đóng cục thôi bạn. Nên là phải lượt. Lượt cho nó lấy ra bớt những cái xi măng nào nó chết. Để mình làm miệng cho nó mới giúp bọc nó mới láng được nha bạn. Cái đồ lượt nè, các bạn lượt xi măng ra. Nha. Các bạn thấy nè, do xi măng mà nó đóng cục dây này, xi măng mà nó chết rồi đó. Nên là mình lượt ra để mình giúp bọc cho nó láng nha bạn. Đó. Thì sau khi đã lượt xi măng xong các bạn trộn nha bạn. Các bạn trộn, mình trộn cho nó hơi đặc đặc nha bạn. Hơi đặc để mình quét cho mình quét bọc quận một à. Quét một quận một mà là mình vuốt bọc luôn nha bạn. Chứ mình trộn lỏng hơn quét hai quận nó mất thời gian. Đó. À, lưu ý cái miệng chậu mùa nắng này á. Mùa nắng này các bạn quét hồ dầu trên miệng chậu đừng có quét quá dày. Quét quá dày nó dễ bị găng miệng nha bạn. Đó, nên là mùa nắng này thì mình hạn chế quét hồ dầu dày quá. Cái thứ hai á là mình làm miệng chậu làm trong mát. Làm trong mát hoặc là dưới bóng cây gì á, làm trong mát hay cho dễ làm. Rồi ngày hôm sau các bạn có thể mình đem chỗ đó mình chỗ nào đó mình chắc. Chắc ở vị trí nào đó chừng nào mình muốn sơn thì mình kê lên mình sơn thôi nha bạn. Đó, các bạn trộn gì nó sạch sạch vậy nè. Đó. Giờ tiến hành quét miệng chậu. Nói chung đã quét cái miệng xong nha bạn. Thì giờ các bạn trộn thêm cái xô hồ dầu lỏng nữa, quét cái lòng chậu luôn. Đó, quét lòng chậu xong rồi chung vuốt cho các bạn xem luôn. Đó, sau khi các bạn quét cái lòng chậu các bạn thấy là cái miệng chậu á với cái lòng chậu nó sẽ liền bí luôn, rất là đẹp. Làm miệng kiểu này rất là nhanh luôn. Nhanh gọn lẹ luôn nha bạn. Giờ thì đa số là làm miệng chậu vuốt bọc không à. Chứ quay miệng rất là lâu. Quay miệng thì mình còn lên cái dàn quay còn chỉnh cái miệng nữa, chỉnh khuôn đồ lâu lắm. Chậu bán ra giá nó cao quá, chi phí nó cao quá, công cán cao rồi không có lời với bạn. Nên là cái nào mình hạn chế được thì mình hạn chế, mà cái chậu mình vẫn đẹp nha bạn. Đó, chứ không phải là mình hạn chế mà cái chậu mình xấu đâu. Đó. Đó bạn thấy là chúng ta quét cái lòng chậu xong rồi đó. Giờ vuốt bọc luôn. Bạn dùng cái bọc gạo nè. Đó bọc gạo nè. Bọc gạo là bật lại cái bọc gì cái nơi các bạn phải láng nha, cho nó láng, quan trọng là láng những cái phần này nè. Đó, láng để mình kéo miệng cho nó láng chứ không gì. Cái bọc mình nó không láng, mình kéo nó cũng không láng nữa nha bạn. Kéo mình chậu xấu lắm. Cái bọc cũng đừng có mềm quá nha bạn, cũng đừng có cứng quá. Đó, đây là cái bọc gạo nè. Bọc gạo mà chừng bọc 5kg á bạn. Gạo ngon loại 5kg đó mình mua về mình ăn đi rồi mình lấy cái bọc. Đó bạn vuốt nè, vuốt cho nó cái miếng trên nè. Cái miếng trên nó sẽ dư ra xíu. Dạ bạn thấy là dư ra xíu nha. Bây giờ chúng tiến hành vuốt miệng luôn nha bạn. Đó bạn nè. Lưu ý là miệng chậu mình không có cần phải đè quá nha, bạn kéo tự nhiên nha. Đó, kéo tự nhiên thôi. Đó. Kéo thêm một quận nữa nè. Kéo nào cái miệng chậu các bạn thấy láng đẹp là mình lấy nha bạn, không cần phải kéo nhiều quận quá đâu. Đó. Đó bạn thấy là miệng chậu mà rất là láng lên nước luôn á. Mình
ngưng cho nó khô chút xíu nữa thì mình kéo thêm quận là mình lấy cái miệng chậu. Tiếp theo chung làm thêm cái miệng đi cho bạn xem nha, miệng chậu nữa. Làm YouTube gần 3 năm nha bạn, 3 năm luôn rồi, chứ gần 3 năm gì mà cái lượt xem nó không tăng nổi nha bạn. Làm YouTube nó không độ rồi. Nói chung là chung làm thì một là cũng vì đam mê đây, như nghề nghiệp mình muốn chia sẻ tới các bạn đây. Ai có đam mê thì theo đuổi thì mình xem mình học được cái gì nữa là học nha bạn. Đó, cái nghề chậu này bây giờ thì cũng hiện tại thì cũng rất là nhiều anh em làm rồi, nhưng mà kỹ thuật cái cách làm thì khác nhau, các bạn mình học hỏi lẫn nhau, mình trao dồi đi, cái nào hay thì mình học nha bạn. Chứ chung cũng làm cơ bản cũng giống anh em thôi chứ không có khác gì đâu. Nghề nghiệp mình đam mê muốn chia sẻ tới các bạn vậy đó, nên là chung hay đăng cái video lên để chia sẻ. Thì các bạn nào mình có đam mê, chung đam mê thì mình làm, hoặc là mình muốn học mà chưa có thấy thì các bạn xem những cái video nha. Đó. Còn các bạn muốn phát triển thì các bạn có nhu cầu mua khuôn, các bạn cứ liên hệ chung. Đó, đây bán khuôn đầy đủ luôn. Muốn học nghề thì tới cơ sở luôn, chúng sẽ chia sẻ cho các bạn mình về mình học để mình làm phát triển nha bạn. Đó, cái miệng chậu chung quét thêm cái nữa cho các bạn xem nha. Cái đầu tiên chung làm và quét thêm cái thứ hai nè cho các bạn xem luôn để mình nắm lại. Đó, quét miệng xong rồi các bạn quét cái lòng luôn, quét lòng chậu luôn nha bạn. Tại vì nó sợ cái miệng chậu nó khô quá, mình quét cái lòng chậu luôn để có gì mình vuốt bọc luôn nha bạn. Làm đơn giản thôi. Chậu sáo này quay có cách có ngày lật rồi. Tại nó nhỏ nha bạn. Chứ chậu lớn mình cách ngày mình lật là dễ à. Ở đây chung lật là chậu 6 nè, chậu 7, chậu 8 nè. Thì quay cách ngày lật luôn. Còn lên tới 9 mét thì có thể là 2 ngày mới lật. Đây tùy theo cái chậu á. Vuốt thêm chậu luôn nha bạn. Vuốt thêm cái nữa. Đây những cái miệng chậu sáo tấc chúng ta làm xong nha bạn. Đó, xong hết 8 cái nha. Láng đẹp đàng hoàng, không quay gần các bạn xem nè. Đó, rất là láng nha bạn. Đó, các bạn để trong mát hôm nay đi. Rồi ngày mai mình đem ra mình chất ở chỗ nào đó. Thì chừng nào mình có sơn thì mình kê là mình sơn. Cái này là chậu chậu lọt lòng sáo tấc nha bạn. Đó. Thì còn bên đây là những cái chậu chữ nè. Cái chậu chữ 8 tấc mã đáo thành công thì quay ngày hôm qua luôn. Thì bây giờ thì trước khi mình lật cái chậu lại á thì mình chét gon. Đó, tại mấy cái miếng này nó còn hở nè. Đó, bạn thấy là cái miếng gờ dán rất là sát nha. Thì nó chỉ hở hai đầu với đầu trên đầu dưới chút xíu nữa. Mình chét sơ sơ là mình quét cho nó láng rồi mình cho xong cái chậu để mình lật lên nha bạn. Mình chọn cái hồ dầu nè. Các bạn chọn cho nó đặc đi để mình chét nha bạn. Có cái bay này dễ chét gon nè. Bay này chúng có bán luôn nha. Mua ba chiếc con nhờ các bạn liên hệ số điện thoại trên màn hình video đó, chúng gửi luôn cho các bạn. Bộ bay này tới 5 cây nha bạn. Đó bạn chét nè. Đó dùng bay các bạn chét là đó. Chét sơ sơ mình quét lên cho nó đẹp. Chét xong mình vuốt luôn đó, bạn vuốt cái nó láng luôn đó. Đó. Chậu này chậu 8 bán rất là chạy mà, 8 tấc thì có mà nó thành công nè, chữ vạn sự như ý, phúc thọ này kia, nhiều mẫu lắm. Quay ghép chét sơ sơ mình lật lại mình cạo miệng nha bạn. Cạo miệng là xong cái chậu rồi. Đó, chét được khúc đó rồi đó. Đây là cái con ba dân con ngựa nè. Cái mặt dưới này mình chét sơ sơ cũng được các bạn. Đây, mặt dưới kia cái chậu lật sẽ không thấy, quan trọng cái mặt trên đây nè. Mình chét cho nó kỹ đi, lật lên nó thấy thì nó xấu nha bạn. Chét cho liền mí cho đẹp.
qua văn này thì mình, mấy qua văn này mình đổ sẵn á, đổ sẵn xong mình quay cái mình dán vô rất là dễ. Chậu quay gáp mấy ổ này thì hiện tại quay làm rất là nhanh thì bán cũng rất là chạy nha bạn. Cái mẫu này có đế xay luôn, đế mình xay được này, cái khách hàng mình hai chồng cây mình muốn xay chỗ nào đó mình xay. Mình chét nè, chét ở dưới nè, ở dưới các bạn chét kỹ xíu nha. Những cái hồ nó mà nó nằm trên cái mí qua văn á, hồ mình lấy cọ mình thấm nước là nó quét là nó sạch nó láng nha bạn, nên là mình cứ chét thoải mái đi, hồ mình quét lại sao là nó đẹp. Rồi cái chậu chúng đã chét con xong nha bạn. Giờ thì các bạn dùng cái cọ các bạn thấm nước nè, thấm nước các bạn quét nha bạn, thấm nước đây rồi mình quét lên, bạn quét mà các bạn quét từ trên xuống nè, đó từ trên xuống cho nó liền vô, nó vô cái mí luôn, cái hồ nó sẽ đùa vô cái mí cho nó đẹp luôn nha bạn. Dùng cọ thấm nước quét thôi. Đó, bạn thấy là quét qua cái là liền mí đẹp rồi đó. Đó, tuyệt vời luôn. Vậy sơn là quá ok nha bạn. Thì cái chậu mình quay xong rồi mình lật, mình chỉ cần quét sơ vậy thôi. Ở dưới này mình quét mình đùa vô vậy nè, quét đùa vô luôn nha bạn. Để cho cái hồ dầu á, cái hồ dầu mình chét á, nó vô những cái mí gấp nối đó bạn, cái mí dán á. Đó, mình quét mình đùa vô luôn. Đó, bạn thấy đơn giản không? Rồi xong thì quét xong các bạn quét ở trên cái nè, ở trên cái quai văn cái nè. Phía sau mình quét ở đây là để gì, nhiều khi cái hồ mình chét nó dính cái quai văn á, mình quét cho nó chảy ra luôn. Đó. Liền mí đẹp liền nha bạn. Rồi tới cái gờ quai văn nữa bạn. Gờ văn chung quét các bạn xem luôn nè. Đó. Đùa vô. Đó, bạn quét trên cái mí qua văn luôn cho cái hồ dư nó chảy ra luôn. Đó. Đó các bạn thấy đó. Láng đẹp luôn nha bạn. Chậu Dung đã quét xong nha bạn. Đó. Thì sau khi chét gòn mà quét xong các bạn thấy nè, láng đẹp đàng hoàng nha bạn. Đó. Rất là láng nha bạn. Cái này mình sơn rồi nó là ok luôn. Chậu làm gì đây là rất là kỹ nha bạn. Nhìn là y chang chậu đổ nha bạn. Đó, khi mình làm xong mình sơn hoàn thiện mình để lên là nhiều khi là khách hàng không biết chậu đổ hay là chậu quay luôn đó. Rất là nét nha. Cái quay văn mã đáo thành công này thì đặc biệt là có mấy con ngựa nè. Rất là nét. Quay văn rất là sắc nét, rất là sâu nha bạn. Đó, rất là nổi nổi trên cái bụng chậu luôn, rất là đẹp. Và nó có chữ mã đáo nè, và bên đây là chữ thành công nha bạn. Đó, chậu 8 nó dán được cái qua văn này. Thì cái chậu này thì chét gon xong gì đây thì mình cứ cạo miệng xong mình quét lòng là xong nha bạn. Đó thì cái đó là Chung sẽ không có quay video tại vì cũng chia sẻ nhiều rồi. Thì làm được mấy cái miệng chậu 6 nè, đó xong hết rồi đó nha bạn. Thì các bạn nào mình có nhu cầu mua khuôn chậu hoặc là mua bột màu thì các bạn liên hệ với Chung, thì Chung sẽ làm và đóng gói cũng như gửi cho các bạn. Thì video tới đây thì cũng xin kết thúc. Thì cuối video chúc các bạn và quý khách hàng thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống. We'll be right back.